hàng năm, giáo hội công giáo toàn cầu dâng ngày 1 tháng 11 để kính nhớ các thánh nam nữ trên trời. Những ngày còn lại, giáo hội tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Đặc biệt, giáo hội Việt Nam còn có riêng một ngày trong tháng để kính nhớ các thánh tử đạo, những người đã dùng cái chết để trung thành với niềm tin công giáo của mình. Cho đến nay, giáo hội Việt Nam có tất cả 117 thánh tử đạo. Các ngài được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên thánh vào năm 1988. Ngoài ra, còn có một vị được tuyên phong chân phước vào năm 2000, là giáo lý viên Andre Phú Yên. Tuy nhiên trên thực tế, trong lịch sử giáo hội Việt Nam có hàng ngàn vị đã hy sinh mạng sống mình để xác tín niềm tin và sống lời Chúa, trong đó có cha Francisco Trương Bửu Diệp. Dù chưa được công nhận là tử vì đạo, nhưng rõ ràng cha Diệp đã thực hành giới dân yêu thương khi đã dùng chính mạng sống mình để cứu đoàn chiên trong họ đạo. Và tình yêu đó vẫn được tiếp tục cho đến nay, khi cha Francisco Trương Bửu Diệp vẫn luôn chuyển cầu và đem nhiều ơn phúc cho những người chạy đến bên cha. Hy vọng và cầu nguyện một ngày nào đó, chúng ta sẽ được thấy cha Diệp và các vị tử đạo khác chưa được ghi nhận, được vinh hiển trên hàng ngũ các thánh trên thiên quốc.